Rồi, hello anh em nhé. Chào mừng anh em sẽ kênh của mình phụ tùng Tony Đức. Hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một sản phẩm ở trên cái turbo của Hyundai HD. Đấy, toàn bộ dòng xe Hyundai HD của thị trường Việt Nam, HD 650, HD 700, HD 88, HD 99, rồi HD 500, HD 75, 700 thì nó sẽ dùng cái mã turbo này. Thì hiện tại thì anh em muốn check được cái mã turbo này có lắp vừa với các bạn hay không thì các bạn nhìn giúp mình, các bạn tìm cho mình vào cái miếng vuông vuông này nhá. Ở turbo thì nó sẽ giật chìm những cái thông số như này. Thì đây là những cái hàng này, hàng trong xe nó sẽ biểu tượng Hyundai này. Đấy, anh em là thông số này. Đây là mã này, turbo này. Đấy, và các bạn có thể nhìn vào cái này cho mình. Ở đây thì nó sẽ dập một cái miếng vuông và cắt nửa như này, nó sẽ bắn CNC, có nghĩa là bắn chìm luôn. Các bạn nhìn này, đấy các bạn thấy không? Đó, nó sẽ dập cái mã này. Thì các bạn đọc cho mình cái thông số ở giữa này, như kiểu là 28230 45000. Đấy, các bạn đọc cho mình cái mã đấy. Cái lá này các bạn này, nó có sẽ 4 dòng này. Các bạn nhìn thấy 4 dòng không? Nó có 4 dòng thì các bạn đọc cho mình dòng thứ 3 thì là mình sẽ check được. Đấy, ở đây gọi là mã turbo. Đấy các bạn nhá, các bạn nhớ đi, ví dụ mình là các bạn đọc cho mình cái mã thân turbo này. Cái này là cabin, phát là các bạn chỉ nhìn thấy cái mặt trắng trắng này. Xe turbo nào nó cũng sẽ có cái mặt trắng trắng này. Từ xe tàu đến xe xịn đến xe con thì nó sẽ đóng một cái mã như này. Để đây là cái mã ký hiệu. Đây cái mã đây các bạn này, ngoài hộp này. Và đây trong mã này. Đấy, toàn bộ đây là hàng xịn sò 100% hàng chính hãng nhá. Bán sai đã nói sai đến một cấp 10 luôn. Turbo thì anh em cũng chả lạ gì cả rồi. Đấy, chỉ có hàng Lào thôi. Trên thị trường thì thật sự các bạn, thị trường Việt Nam thì nó quá là nhiều hàng. Một là Trung Quốc, hai là hàng Hàn Quốc, ba là hàng Mitsubishi. Đấy, thì tất cả những hàng này thì trường người ta vẫn bán, vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mà anh em mình mà muốn hàng xịn sò thì đây là sản phẩm xịn sò 100%. Bán sai, nói sai, đền một cấp 10 luôn. Hàng của bạn, các bạn như thế nào thì bán như thế. Hiện tại con này đang bán với hơi 9 triệu. Hàng xịn 100% cho các bạn nha, chính hãng luôn. Bán sai, nói sai, đền một cấp 10 đấy. Nhân Đức nói các bạn lần thứ 3 nhá. Bán sai, nói sai, đền một cấp 10 luôn. Đấy, còn hàng này ấy, nói với các bạn là nó rất nhiều hàng. Kể cả hàng đóng giả Mobit cũng có. Ai ấy mà làm mà đại khái như tham về lợi nhuận mà không nghĩ về cái tương lai của cửa hàng mà không nghĩ về đại khái như cái uy tín ấy thì họ sẽ làm rất là nhiều loại hàng trà trộn. Ví dụ nhà hàng bán trên trường như cái hàng Mitsubishi ấy, nó cũng rơi tầm bình tầm 8 triệu, họ có thể đóng hộp Mobit vào cho các bạn biến thành hộp Mobit. Nhưng mà mình không làm trò như vậy, mình bán đồ nào mình nói đồ đấy, vì thật ra thì 1-2 triệu nó cũng không giàu nghèo. Nhưng bán đồ nào thì mình muốn tâm niệm các bạn là mình bán đồ nào là chuẩn đồ đấy, còn giá cả anh em có thể tham khảo. Còn trừ anh em sẽ bị người ta chơi sỏ là họ đưa hàng khác vào đóng hộp, bảo các bạn hàng đi hàng xịn. Ví dụ hàng của mình đây là hàng xịn 100% hàng chính hãng. Nhưng có thể một số đơn vị nó đặt hàng tàu nó cũng đóng dấu Hyundai Mobit như này. Nhưng mà nói thật với các bạn là trước sau thì người ta bị phát hiện ra, vì chạy là các bạn biết có xịn hay không, chạy một thời gian biết có xịn hay không, đấy là các bạn biết được hàng hay không. Đấy, và anh em cứ thử mua thử 1-2 lần là các bạn sẽ biết là xịn hay không của Nhật Đức. Anh em nhá, anh em ủng hộ mình. Các bạn ơi, các bạn mình đã chuyển sang số nhà 110 thì mong rằng các bạn là qua đây mua thì các bạn qua số nhà 110. Đấy. Còn số 983 thì mình sẽ phá hủy và mình sẽ không làm việc ở đây nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Hẹn gặp lại các bạn sản tiếp theo.